Thưa quý vị, đánh vào tâm lý của nhiều người muốn giữ dáng, muốn giảm cân siêu nhanh, muốn tiêu hao mỡ bụng nhưng mà không phải vất vả ăn kiêng và tập luyện. Nhiều loại thực phẩm chức năng giảm cân đã ồ ạt được tung ra thị trường kèm lời những cái lời quảng cáo có cánh. Tuy nhiên, sau khi sử dụng thì không ít người đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Tình trạng hàng giả tràn lan, tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng quá mức làm ảnh hưởng tới lòng tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Một loại thực phẩm chức năng thường được chị em phụ nữ thường dùng đó là thực phẩm được thảo dược giảm cân đang rất phổ biến trên thị trường hiện nay nhưng mà lại rất khó để kiểm soát, hệ quả khiến cho nhiều phụ nữ tiền mất tật mang. Sau khi đã sinh được 3 con, cảm thấy khó kiểm soát được cân nặng hơn, chị Tuyết mỗi ngày dành hàng tiếng đồng hồ trên mạng tìm kiếm sản phẩm giảm béo. Tin theo những gì được quảng cáo, chị đặt mua nhiều loại khác nhau để sử dụng, thế nhưng kết quả không như mong muốn, thậm chí chị còn đang lo mắc bệnh vào thân. Mải con cái thì mình chỉ có tìm trên mạng thôi. Mới đầu uống vào thì mấy ngày đầu không sao, sau thì cứ thấy hoa mắt, chóng mặt, xong da thì như kiểu mất nước ấy, nó sạm hết rồi, sạm nám rồi. Trước thực trạng loạn sản phẩm giảm cân, người tiêu dùng thì mất niềm tin, còn doanh nghiệp sản xuất thì phải tìm cách tự bảo vệ mình, tránh tình trạng hàng giả, hàng nhái. Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp này đã phải bằng cách đầu tư bài bản, quy trình khép kín hiện đại, luôn kiểm soát chất lượng chặt chẽ từng khâu. Người tiêu dùng thì nên lưu ý mẫu mã sản phẩm chính hãng trên website để nhận biết sản phẩm giả. Với sản phẩm giả thì số lô và hạn sử dụng thường không in sẵn. Thật ra là cái tình trạng hàng giả hàng nhái nó ảnh hưởng rất là lớn đến doanh nghiệp. Chính vì thế là mỗi doanh nghiệp thì đều sẽ tìm cho mình những cái giải pháp riêng. Thì riêng về phía giảm cân An Nhiên thì chúng tôi cũng thứ nhất là cũng cập nhật những cái trang thiết bị càng ngày càng hiện đại hơn để sản xuất ra cái sản phẩm ấy cải tiến mỗi năm. Và trên mỗi một cái hộp sản phẩm thì đều có một cái tem của công ty chống hàng giả hàng nhái. Các đối tượng làm giả làm sản phẩm kém chất lượng dưới lớp vỏ bao bì, tem nhãn sản phẩm tinh vi. Trong khi đó, sản xuất bẩn, sử dụng hóa chất sai quy định, không có giấy phép kinh doanh. Sự chưa thống nhất của các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng với lực lượng mỏng khiến khó kiểm soát lĩnh vực này. Khi tôi biết có những công ty sản xuất có một sản phẩm nào đó có hiệu quả, bắt đầu bán chạy được khoảng 6 tháng. Thế là bắt đầu trên mạng xuất hiện những cái sản phẩm giống hệt như sản phẩm đó về mẫu mã, hình thức viên, nhưng toàn là giả. Và cũng đưa hình ảnh của tôi lên đó và bán thậm chí giá gần bằng. Và sau đó nó đổ xô đi mua trên mạng với công ty mà tôi cố vấn mà sản xuất thật đó, chết luôn. Cũng theo Phó Viện trưởng, thực phẩm chức năng có 3 loại: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học. Tuy nhiên, với cả 3 loại này, cơ quan chức năng hiện chỉ đánh giá có thành phần như nhà sản xuất cam kết và an toàn sử dụng trên người, không đánh giá chất lượng sản phẩm và hiệu quả lâm sàng thử nghiệm trên người. Nhà sản xuất chịu trách nhiệm với hiệu quả chất lượng sản phẩm. Bộ Y tế cần tiếp tục duy trì việc kiểm soát, thanh tra chặt chẽ hơn, còn người tiêu dùng rất cần trau dồi kiến thức tiêu dùng thông thái khi lựa chọn sản phẩm.